Hello, everyone. To make your speech more rhythmical and suitable for your purpose of speaking, we use intonation. Theo các em, để giúp cho những cái lời nói của chúng ta thêm có nhạc điệu và phù hợp với mục đích của người nói, thì chúng ta sử dụng là gì các em nhỉ? Ngữ điệu, đúng không? Chúng ta có intonation. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu là how to use intonation in English. Nghĩa là làm cách nào để sử dụng ngữ điệu trong khi chúng ta nói tiếng Anh nhé, các em nhé. Okay, so intonation is the way you use your pitch up and down, rise and fall. Nào, ngữ điệu tức là các em sử dụng cái lời nói của chúng ta là lên hay là xuống nhá, để làm cho cái lời nói của chúng ta nó tự nhiên hơn. Thì chúng ta sẽ có ba cái phương pháp để sử dụng về intonation. Chỉ có ba phương pháp thôi các em ạ. Tất nhiên là có những cái phương pháp khác nhau, nhưng chúng ta chỉ nghiên cứu những cái gì là thì thôi, phổ biến nhất các em nhá. Nào, chúng ta sẽ nghiên cứu trường hợp đầu tiên, đó là gì? Các em sẽ đi xuống cuối câu trong trường hợp nào? Chúng ta có 5 trường hợp cần phải đi xuống ở cuối câu. Các em quan sát, đầu tiên đó là câu trần thuật của chúng ta nhé. Trần thuật tức là gì các em nhỉ? Các em muốn kể một sự việc nào đấy nhé, chúng ta sử dụng câu trần thuật. Nào, các em quan sát câu này theo câu, chúng ta có những câu này. Với câu đầu tiên nào, little girl love ice cream, đúng không? Câu này là câu kể bình thường, vậy chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Hay câu thứ hai cũng vậy, he had cereal for breakfast, được chưa nào? Vậy hai câu này chúng ta đều xuống giọng ở cuối câu. Chúng ta có the little girl loves ice cream và he had cereal for breakfast. Ok, vậy với câu trần thuật chúng ta sẽ xuống giọng các em nhé. Nào, chúng ta sang trường hợp thứ hai nào. Đó là gì nào? Khi chúng ta có câu đề nghị hoặc mệnh lệnh, chúng ta cũng xuống giọng các em nhé. Lưu ý là mặc dù là mệnh lệnh và đề nghị nhưng không được lên giọng ở cuối câu nhá. Nào, chúng ta quan sát nào. Now, check it out, please. Check it out, please. Nghe cô đọc không? Xuống giọng cuối câu các em nhé. Nào, câu thứ hai nào. Don't move it. Don't move it. Đúng không nào? Thấy hai câu này đều xuống giọng hết. Check it out, please. Don't move it. Được chưa? Vậy trong trường hợp này chúng ta cũng xuống giọng các em nhé. Nào, trường thứ ba nào. Nào, với câu hỏi, mặc dù là câu hỏi các em ạ, nhưng bắt đầu bằng từ để hỏi nhá, thì chúng ta cũng xuống giọng ở cuối câu. Các em lưu giúp cô nhá. Nào, chúng ta quan sát một số câu sau đây. Nào, câu đầu tiên nào. Who is your favorite movie star? Thế nào? Who is your favorite movie star? Được chưa? Star, lưu ý đó. Câu thứ hai nào. What song do you like to cover? What song do you like to cover? Được chưa? Cover của chúng ta xuống giọng ở cuối câu. Đó, vậy là ba trường hợp xuống giọng của các em nhá. Chúng ta sang trường hợp thứ tư nào. Đó là câu cảm thán nè. Câu cảm thán của chúng ta, mặc dù chúng ta muốn miêu tả cảm xúc của chúng ta, đúng không các em? Nhưng mà với câu cảm thán chúng ta cũng phải xuống giọng cuối câu nhá. Chúng ta lưu ý này. Ví dụ chúng ta có ôi ngày hôm nay đẹp trời quá, đúng không? Chúng ta dùng câu là gì? What a beautiful day. What a beautiful day, đúng không? Hay là gì nhỉ? Anh ta thật là thông minh, đúng không? Đó, how smart he is. How smart he is. Được chưa nào? Vậy là beautiful day và he is. Chúng ta cũng xuống giọng nhé. Nào, trường hợp cuối cùng chúng ta xuống giọng khi nào nào? Chúng ta dùng câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi hoặc là câu hỏi lấy các em ạ. Khi mà chúng ta mong đợi một câu trả lời đồng ý nhá. Tức là chúng ta đang muốn gì các em nhỉ? Đang muốn kêu gọi cái sự đồng tình, đúng không? Từ phía người nghe đấy. Thì chúng ta sẽ gì các em? Xuống giọng cuối câu nhá. Chúng ta lưu ý có một số câu như thế này. Đó, giữa là gì? You love him, don't you? You love him, don't you? Được chưa? Nào, câu thứ hai nào. He, she's your girlfriend, isn't she? She's your girlfriend, isn't she? Well, isn't she? Chúng ta thấy là đều xuống giọng của câu hết. Don't you? Và isn't she? Được chưa nào? Đó, chúng ta có 5 trường hợp như vậy là các em đi xuống cuối câu, đúng không? Chúng ta sang quy tắc tiếp theo. Đó là khi chúng ta đi lên ở cuối câu với những trường hợp nào? Chúng ta có 3 trường hợp phải đi lên các em nhé. Trường hợp đầu tiên chúng ta quan sát cho cô, đó là câu hỏi có không, yes no question đó. Đó. Đây các em quan sát một số câu. Nào, câu đầu tiên này. Bạn có phải là một fan của Harry Potter hay không? Chúng ta sẽ đọc câu này như thế nào đây? Are you a big fan of Harry Potter? Are you a big fan of Harry Potter? Đúng không? Potter. Đó, các em lên giọng cuối câu này. Hay là gì nhỉ? Bạn có thể ăn được đồ ăn cay hay không? Nào, can you eat spicy food? Can you eat spicy food? Đúng không? Và khi chúng ta muốn sử dụng câu hỏi có không thì các em nhớ nhá, lên giọng ở cuối câu, được chưa nào? Đó. Tiếp theo này, chúng ta với câu hỏi đuôi.
Ở trên chúng ta xuống giọng câu hỏi đuôi trong trường hợp các em muốn là gì? Kêu gọi sự đồng tình từ phía người nghe, đúng không nào? Nhưng khi chúng ta muốn xác nhận về thông tin đó đúng hay là sai, chúng ta phải lên giọng ở cuối câu nhé. Các em quan sát cho cô ví dụ sau đây. Nào, khi chúng ta muốn xác nhận rằng là có phải người kia đến từ Campuchia không? Chúng ta có đem như thế nào nào? You are from Cambodia, aren't you? Đúng không? You are from Cambodia, aren't you? Đó, bạn đến từ Campuchia có phải không? Đó, hay không như thế này này. Được chưa? Cô ấy đã đến Thái Lan tuần trước, có đúng vậy không? Chúng ta sẽ phát âm là She went to Thailand last week, didn't she? Đúng không? Didn't she? Chứ không phải là didn't she, các em ạ. Khi chúng ta muốn xác nhận thông tin nhá, các em chú ý chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. You are from Cambodia, aren't you? Và she went to Thailand last week, didn't she? Được chưa nào? Vậy, you và she, các em nhớ lên giọng cuối câu nhá. Nào, chúng ta sang trường hợp tiếp theo nào. Câu hỏi lặp lại, các em chú ý nhá. Muốn lặp lại đó, chúng ta sẽ sử dụng thế nào đây? Nào, I'm going to get married next week. Đúng không? Câu này của chúng ta các em lưu ý rằng là đây là câu kể nên sẽ gì nhỉ? Xuống giọng ở cuối câu. Tuy nhiên khi người ta muốn lặp lại là gì? Để lúc tả là người ta chưa nghe rõ hoặc muốn sự ngạc nhiên, chúng ta dùng là next week đó, nhắc lại. Phát âm như thế nào nào? I'm going to get married next week. Next week? Đúng không? Next week. Đó, các em lên giọng ở cuối câu nhá. Hoặc câu thứ hai này. Kate won the lottery ticket of $6,000. Đúng không? Kate won the lottery ticket of $6,000. Khi chúng ta muốn xác nhận lại giải thưởng là $6,000 à, cái sẽ phát âm là $6, đúng không? $6,000. Đó, các em muốn xác nhận lại thì chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu nhá. Nào, với khi nào thì chúng ta vừa lên lại vừa xuống nào? Đúng không? Các em vừa có 5 trường hợp là chúng ta xuống giọng này. 3 trường hợp chúng ta sẽ gì nhỉ? Lên giọng ở cuối câu. Vậy khi nào thì chúng ta vừa phải đi lên, vừa phải đi xuống nào? Các em sẽ có 2 trường hợp sau đây. Chúng ta quan sát trường hợp đầu tiên cho cô nào. Khi chúng ta sử dụng câu liệt kê, các em lưu ý nhá. Câu liệt kê thì với những đối tượng được liệt kê phía trước chúng ta sẽ lên giọng. Còn cuối cùng nhá, chúng ta sẽ gì nhỉ? Xuống giọng. Đấy các em quan sát. Nào. Câu đầu tiên này, các em muốn liệt kê là chúng ta thích xoài này, nho này và dưa hấu đúng không? Chúng ta sẽ lên giọng ở phía từ này, mango và từ grape, được chưa nào? Xuống giọng ở watermelon, được chưa? Chúng ta sẽ có câu là I like mango, grape and watermelon, được chưa? I like mango, grape and watermelon, được chưa nào? Lên giọng giữ mango, lên giọng giữ grape và xuống giọng ở watermelon nhá. Nào, sang câu thứ hai nào. Chúng ta muốn nói rằng chúng ta có thể là hát hay này, nhảy đẹp này và kể chuyện hay nữa. Chúng ta nói như thế nào đấy? Chúng ta sẽ lên giọng ở phía singing, dancing và xuống giọng ở storytelling nhá. Chúng ta sẽ có là I'm good at singing, dancing and storytelling. Được chưa? I'm good at singing, dancing and storytelling. Được chưa nào? Vậy thì với câu liệt kê chúng ta sẽ lên giọng và xuống giọng như thế này nhá. Nào, trường thứ hai chúng ta phải đi lên và đi xuống với một cái loại người ta gọi là câu hỏi lựa chọn nhé. Các em chú ý là câu lựa chọn. Lựa chọn tức là chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Các em sử dụng là gì nhỉ? Or ở giữa. Vậy thì lựa chọn đầu tiên chúng ta sẽ gì các em? Lên giọng nhá. Và lựa chọn thứ hai chúng ta sẽ xuống giọng. Nào các em quan sát một số ví dụ sau đây giúp cô nào. Nào câu đầu tiên nào. Bạn giống ai? Bố bạn hay là mẹ bạn đúng không? Chúng ta sẽ lên giọng ở chỗ mom và xuống giọng ở chỗ gì nhỉ? Dad. Đúng không? Tương tự câu thứ hai là chúng ta sẽ lên giọng ở phía nào các em nhỉ? Bạn thích kem vị gì nào? Đúng không? Vani hay là sô-cô-la? Chúng ta sẽ lên giọng ở phía vanilla và xuống giọng ở chocolate. Đúng không nào? Vậy câu đầu tiên sẽ là gì? Who do you look like? Your mom or your dad? Chưa? Who do you look like? Your mom or your dad? Đó. Câu thứ hai nào? Chúng ta lên giọng ở phía vanilla và xuống giọng ở phía chocolate. Chúng ta có câu là Which ice cream would you like to try? Vanilla or chocolate? Được chưa? Which ice cream would you like to try? Vanilla or chocolate? Được chưa? Đó, lên giọng và xuống giọng. Chúng ta chú ý nhé. Vậy bây giờ các em hãy làm một số bài tập áp dụng nhé. Để chúng ta kết hợp lên xuống giọng như nào cho hợp lý. Nào, các em nhìn bài tập đầu tiên của chúng ta nào. Câu đầu tiên của chúng ta là câu gì các em nhỉ? Câu trần thuật đúng không? Câu trần thuật thì chúng ta phải xuống giọng ở cuối câu. Nào các em nhìn xem, câu phát âm là gì nào? Mia's crazy about chocolate. Đúng không? Mia crazy about chocolate. Chúng ta xuống giọng ở cuối câu.
Được chưa? Nào, câu thứ hai là câu hỏi gì các em nhỉ? Câu hỏi có không đúng không? Yes, no question. Vì vậy chúng ta sẽ phải lên giọng được một câu. Em sẽ phát âm là I'm into reading comic. Đúng không? I'm into reading comic. Đó, lên giọng cuối câu. Rồi, câu thứ ba của chúng ta cũng là câu hỏi đúng không nào? Tuy nhiên thì vì câu hỏi bắt đầu bằng WH nên chúng ta sẽ phải xuống giọng ở cuối câu. Chúng ta có câu là Where do you want to travel to? Where do you want to travel to? Được chưa? Chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Nào tiếp tục nào. Bốn của chúng ta là câu gì các em nhỉ? Câu bốn này là câu lựa chọn đúng không nào? Câu lựa chọn chúng ta sẽ vừa phải lên vừa phải xuống. Chúng ta lên ở đâu? Chúng ta sẽ lên ở phía từ groups đúng không? Và xuống giọng ở phía individually. Đó. Vậy câu này sẽ là Do you prefer traveling in groups or individually? Đúng không? Do you prefer traveling in groups or individually? Đó, câu của chúng ta là như vậy đây. Được chưa? Nào, câu thứ 5 của chúng ta nào. Câu thứ 5 này, khi người ta muốn là nhắc lại như thế này, đúng không? Xác nhận lại, thì người ta sẽ phải lên giọng cuối câu. Câu này chúng ta như nào nào? Mia is dating with Josh. Đúng không? Dating with Josh. Đúng không? Nào, Josh, chúng ta phải lên giọng cuối câu. Được chưa? Nào, câu cuối cùng của chúng ta là câu gì các em nhỉ? Câu liệt kê đúng không nào? Câu liệt kê chúng ta sẽ phải vừa lên lại gì? Vừa xuống giọng. Chúng ta lên giọng ở đâu? Chúng ta lên giọng sau America, China, France. Và chúng ta xuống giọng ở Italy. Đúng không nào? Vậy câu này sẽ nói như thế nào cho đúng ngữ điệu đây các em? Sẽ là I have been to America, China, France and Italy. Đúng không? Lên giọng America. I have been to America, China, France and Italy. Đúng không nào? Vậy thì qua bài học hôm nay chúng ta đã học cách gì sử dụng ngữ điệu để làm cho chúng ta tự nhiên hơn. Chúng ta có thể gì ạ? Lên giọng ở một số câu, đúng không? Xuống giọng ở một số câu và có thể vừa đi lên vừa đi xuống. Hy vọng là các em có thể áp dụng những quy tắc này trong việc nói tiếng Anh làm sao để nó trôi chảy hơn, tự nhiên hơn và tự tin hơn các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. See you!